giải bát Lagakawa LAG-3601M15 có ưu điểm nổi bật là sử dụng động cơ không chổi than. Với những cái dòng máy mà sử dụng cái loại động cơ này thì khi vận hành thì cái tiếng động nó phát ra là rất là êm. Máy rửa bát Nagakawa LAG-3601M15 là một trong những model máy rửa bát gia đình mới nhất đầu năm 2022, được nhập khẩu, sản xuất và lắp ráp tại Malaysia. Với dung tích 15 bộ bát đĩa theo tiêu chuẩn châu Âu, máy sẽ thực sự phù hợp với gia đình có từ 5 đến 6 thành viên. Là loại máy rửa bát âm tủ có thể để độc lập, với bộ máy làm từ inox và tôn sơn tĩnh điện rất bền chắc, chịu va đập và chống ăn mòn tốt. NAG-3601M15 sử dụng bảng điều khiển bán điện tử, trực quan và dễ dàng sử dụng. Điều đặc biệt của chiếc máy 15 bộ chính là được nhà sản xuất trang bị một bảng hướng dẫn sử dụng nhanh ngay tại cửa máy, giúp bạn có thể thao tác quá trình sử dụng một cách hiệu quả nhất. Máy rửa bát gia đình Nagakawa 15 bộ được thiết kế 3 dàn rửa thông minh, bạn có thể thoải mái rửa sau nồi, 3 tay phun trợ rửa cho dàn trên và dàn dưới, hoạt động mạnh mẽ với áp suất nước cực lớn. Bồn rửa của máy được chế tạo từ inox cao cấp, an toàn vệ sinh thực phẩm, không bị oxy hóa trong môi trường ẩm ướt và có độ cứng cáp bền bỉ. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách sử dụng và tìm hiểu về các chương trình rửa của máy rửa bát Lagakawa LAG-3601M15. Thì nhằm giúp khách hàng vận hành máy dễ dàng hơn thì bên Nagakawa cũng có một cái bảng hướng dẫn sử dụng tắt ở phía trên cánh. Đây, các bạn có thể nhìn vào đây. Nếu các bạn có thể nhìn vào đây để hướng dẫn sử dụng. Đấy, còn tiếp theo thì tôi cũng sẽ hướng dẫn qua. Để sử dụng máy thì các bạn bật phím nguồn. Máy rửa bát Nagakawa LAG-3601M15 thì có 6 chương trình rửa chính. Để chọn chương trình thì các bạn ấn nút program. Chương trình rửa đầu tiên có hình nồi chảo thì là chương trình rửa chuyên sâu. Chương trình rửa này áp dụng cho các đồ rửa cực bẩn, ví dụ như là xong nồi bị cáu bẩn cháy, bát đĩa bị kép lại thì các bạn sử dụng chương trình này. Rửa trong vòng 3 giờ 33 phút. Chương trình rửa thứ hai là chương trình rửa eco. Chương trình rửa này thì là chương trình rửa tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Các bạn có thể sử dụng cái chương trình rửa hàng ngày nhé, máy nó cũng sẽ bền hơn. Tiếp theo là chương trình rửa ni cốc, đồ thủy tinh. Nếu các bạn đọc riêng được đồ thủy tinh thì các bạn sử dụng chương trình này, rửa trong vòng 2 giờ 32 phút. Tiếp theo là chương trình rửa nhanh 1 giờ. Chương trình rửa nhanh 1 giờ này thì nó có ưu điểm là rửa tiết kiệm được thời gian, thế nhưng mà ngược lại thì nó lại sẽ là tốn điện và tốn nước hơn. Chương trình tiếp theo là chương trình rửa nhanh 40 phút. Cuối cùng là chương trình rửa tráng, rửa trong vòng 12 phút. Ngoài 6 chương trình rửa chính thì máy rửa bát 3601M15 có thêm 4 chương trình rửa nâng cao, các bạn có thể tích hợp thêm. Thứ nhất thì máy này có chương trình rửa một mình dàn trên, hoặc là một dàn dưới, hoặc là cả hai dàn. Thông thường thì các bạn để cả hai dàn nhé, nếu mà ít đồ thì các bạn có thể xếp vào một dàn dưới hoặc một dàn trên, các bạn rửa nửa tải. Tiếp theo thì đây là chương trình rửa cho chế độ rửa 3 trong 1. Cái chương trình rửa này thì các bạn sử dụng bên rửa 3 trong 1 nhé. Thì nếu mà các bạn sử dụng bên rửa 3 trong 1 thì các bạn tích hợp theo chương trình này và cũng không cần phải không phải dùng thêm muối và nước làm móng. Đấy, thì các bạn khi mà các bạn sử dụng viên 3 trong 1 thì có thể là sử dụng cái chương trình này. Tiếp theo là chương trình sấy tăng cường. Thì ngoài các cái chương trình rửa các bạn đã chọn, các bạn có thể chọn thêm sấy để cho bát có thể là khô hơn. Tiếp theo bên này thì nó có phím khóa khóa trẻ em. Các bạn có thể giữ vào 2 phím trong vòng 3 giây. Khi mở khóa thì cũng vậy, cũng giữ vào 2 nút trong vòng 3 giây. Tiếp theo ở đây thì nó có cái đèn cảnh báo muối và nước làm bóng. Bên trong hình bông tuyết là nước làm bóng, nó đang sáng. Thì là máy này thì tôi chưa đổ nước làm bóng thì nó đang báo này. Khi mà các bạn đổ vào thì cái đèn sáng nó sẽ tắt đi, và bây giờ nó sáng lên thì nó báo là máy đã hết nước làm bóng, các bạn lại đổ thêm vào. Bên ngoài cùng là đèn cảnh báo muối, thì cảnh báo muối thì cũng như vậy. Tiếp theo thì ở khu vực bên này thì các bạn có thể chọn hẹn giờ rửa cho máy. Phím delay.
các bạn có thể chọn 1 giờ, 2 giờ hoặc 3 giờ sau thì máy sẽ tự động nó rửa. Cái này thì áp dụng là ví dụ các bạn muốn xếp đồ, đã xếp đồ vào trong máy nhưng mà chưa muốn máy rửa ngay, thì lúc đấy mình đang hoặc có đang ngồi gần máy hoặc là mình không muốn cái tiếng ồn của máy gây ra, thì các bạn hẹn giờ bao giờ mình đi khỏi cái chỗ đó thì là máy nó sẽ tự động nó chặn. Này thì các bạn có thể hẹn giờ trong vòng 24 tiếng, tức là một ngày. Sau khi đã cài đặt hết các chương trình các bạn mong muốn, các bạn ấn Start để khởi động máy. Thì sau khi ấn Start xong thì máy nó sẽ vào quá trình là rửa. Nếu mà trường hợp mà các bạn mà muốn dừng lại thì các bạn cũng sử dụng luôn chung phím Start. Các bạn nó Start hoặc Pause, các bạn dừng lại, tạm dừng. Nếu mà trường hợp mà các bạn khi mà đã Start máy cho máy chạy rồi nhưng mà vẫn thấy một vài vật dụng mình cần phải rửa mà trước đó mình chưa xếp vào, thì các bạn có thể là tạm dừng máy và mở ra xếp vào, sau đó lại ấn Start, máy sẽ tiếp tục chạy. Máy rửa bát Lagakawa LAG3601M15 có ưu điểm nổi bật là máy sử dụng động cơ không trổi than. Với những cái dòng máy mà sử dụng cái loại động cơ này thì khi vận hành thì cái tiếng động nó phát ra là rất là êm, nó êm hơn hẳn so với các loại mà có trổi than. Thứ hai là chương trình sấy tăng cường Dry cộng, chương trình này sấy cũng tương đối là khô. Máy thì là có thiết kế về 3 dàn rửa, được giúp cho cái việc xếp đồ của các bạn có thể là được tối đa hơn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chiếc máy rửa bát Lagakawa LAG3601M15. Hy vọng với những chia sẻ của tôi thì các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được một chiếc máy rửa bát phù hợp với cả túi tiền và nhu cầu sử dụng của gia đình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0866 584 584, hoặc đến trực tiếp tại showroom Bếp Từ Hà Nội tại địa chỉ số nhà 14 Kinh Lưu, phường Thanh Nhàn, quận 2, Bà Trưng, Hà Nội để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.